kéo nhanh cái này đây, phải chơi cầm chịu cứng lắm cả nhà. Sợ tiếp tục không sợ cho tre không? Không quá nhanh đâu, tiếp tục thao qua cái đá nha, thao qua. Ô, cái móng cả nhà. Chịu tội mà. Chịu tội mà. Kéo cái này cả nhà. Kéo này chậm mà. Quá đẹp. Thao qua này móng này cả nhà. Cần khoảng tầm 1,7 lưỡi thì mình mua lưỡi tầm 20k, giờ mình tự làm chung là lưỡi Nha Trang hay cả nhà, chung mình hết rồi, ra đó mình sẽ quấn răng để cả nhà xem nha. Rồi, câu cái gì thôi cả nhà ơi, let's go, bắt đầu. Rồi bây giờ cũng đã đến một câu rồi nha cả nhà. View đẹp và hôm nay đều hôm nay là hơi sóng và hơi gió nè. Xuồng này lách khó câu nhưng mà không sao, để mình cột câu thử nha. Để mình vô trôi trong kia. Bây giờ mình lần vô trong nha. Trường đây là mình mua 20 ke nha. Mình chỉ thích câu rong. Trước mình câu cơm mà lưỡi cơm lạc đâu hết rồi cả nhà. Rồi giờ mình câu rong. Thì có cá nó cũng thích ăn lắm đấy nha. Mình chơi rút chay thì nó lại nhanh hơn mình quấn. Clip trước là mình quấn nhưng mà mấy cái lưỡi nó xét hết rồi. À, để mình chơi dài luôn. Giờ là xong rồi đấy nha. Dư cái nào mình lấy mình bỏ ra bớt. Nhưng thấy nó là dài nha. Rút hiện tại đang lên. Đang lên rất là mạnh nha. Rồi mình coi thử nó chảy ra tới đâu nè. Chụp cái tàng bơi lũ khổ nha cả nhà. Ở đây cái tàng nhiều lắm mà mình câu đủ là màu mà nó không ăn luôn á. Rút lên mạnh lắm nha cả nhà. Chắc mình phải vô trong ngoài cái nhà ở ngoài này, ngoài cầu đây nó sống quá, vô càng sâu là nó càng sống nè. Rồi đi thôi cả nhà ơi.
Dạ, em cùng rong luôn cả nhà. Cá dấu cả nhà, cá dấu rồi nha. Cái nhà cái đánh dữ ta. Còn ở cái nhà ấy nó mới chạy ra chứ. Bé đen kìa nha, chua trụ nhiều lắm, sợ dính trụ không sợ gì hết á, cá chạy đá cơ. Rồi, bước một con, bắt một cái lỗ nha cả nhà. Bước coi cả nhà. Bắt một con một cái lử quá đầu này cái nhà cái nha. Cả nhà thương Tài cho Tài xin một like và một đăng ký để Tài có động lực ra thêm clip nữa nhé. Kéo nhanh cái nhà, cái đây phải chơi cần thiều cứng đó cả nhà, bắt mới được, chạy sợ dính trụ quá. Rồi quá đẹp nha cái nhà, xem này hơn 4 ngón luôn nha. Rồi view đẹp cho các con thổ. Ok cái ăn cả nhà. Ăn hết răng ta, ăn nhưng mà hết răng không biết cả nhà, nãy giờ mình ra bấm thôi. Dư thì mình bỏ gốc nha cả nhà, rồi nó ăn mấy con không dính. Nó dạng ăn rồi còn dưới đá cả nhà. Cả nhà. Wow, nó không dính đâu. Quá dở cả nhà. Mong rằng nó còn cái đó nha cả nhà. Rồi tiếp tục xuống con. Nha. Cá anh nè. Sợ dính trụ không sợ gì hết nha. Tranh thủ quay nhanh ra để dính trụ. Thao quá cá đẻ cả nha. Thao quá. Ồ, ném ngón luôn cả nhà. Wow. Chảy máu đây hả? Wow. Xem nè. Hơn ném ngón luôn nha. Trời ơi, đẻ vậy.
chu cha thôi sắp rồi hết đây. Ok hai em giờ nhức nát rồi cả nhà, quá đẻ nha. Đi bài tiếp tục quăng răm rồi cả nhà, mình thêm chút răm nữa cho dạng hay nha. Cá lớn thì nó ăn dạng lắm, còn cái nhỏ thì nó ăn hơi nhát. Xong rồi vừa bỏ ra bớt thôi. Ok luôn nha. Hiện tại nước đứng đẹp rồi cả nhà. Câu cái gì là chủ yếu canh nước đứng á, dễ câu. Tính ra cái ô này nó ăn 3 con, bắt được 2 con, bứt 1 con. Bứt 1 con vẫn còn lờ rồi cả nhà. Cá ăn lại cả nhà, cá ăn lại nha. Trời ơi, xảy rồi cả nhà, giật nhẹ quá. Wow, uổng giá mà. Cái này giật hai tay, giật một tay yếu quá cả nhà. Sốc nóc. Trời wow, công tình chỗ ăn bạn ơi. Công tình bạn nó ghé thăm trời. Kỳ đáng như ta. Đó mặt cục sơ chỗ đây cái à. Tiếp tục xuống cần lại. Vòng đèn kéo vô rồi nó ăn không dính, nó ăn lại nha cả nhà. Chạy đâu hết rồi? Mới ăn đây mà chạy đâu ta? Dính cả nhà, xuồng mình nó quay quá khó câu, phải cột lại quá cả nhà, kéo cho đây nó ăn mạnh này. Ăn dễ thương luôn mà. Rồi, tiếp tục xuống cần cả nhà, thời gian xuống cần thì mình sẽ cột xuồng lại, quay quá. Còn cá hôm nay sảy nó sẽ ăn lại nha cả nhà. Trời, nó ra chỗ đây cái ô đây nó ăn ra cả nhà. Mình dính 2 con, bứt 1 con. Mình nãy giờ nó ăn không dính nữa. Ăn 2 con, bứt 1 con, sảy 1 con nha. Cái gì có đây nó ăn là câu khoảng 5-6 con rồi, quá ngon rồi. Đó. Cá đang lại cái nhà, cá đang lại nha, để mình cho sắc đấy để cho nó ăn mặt cho mặt nha. Ăn tàu quá. Ăn đẹp để mà không dính cái nhà. Chắc mình phải chơi đặt cái rường bắt quái cho mình câu quá, rường đấy nó hơi túm ở trong này. Nó hơi túm. Mong rằng là giờ không dính cá nó vẫn còn đó nha cả nhà. Cá ăn lại nha cả nhà, nhát dữ ta. Mình nghĩ là nó ăn hết răm nên nó không ăn nữa cả nhà, hết răm rồi thôi là vậy á. Trời ơi, nó ăn sạch răm luôn cả nhà, ăn quá hay. Cá ăn nữa cả nhà, cá ăn nữa nha, để mình dụ nó xuống dưới đáy. Không dính trời, wow, lạ kỳ lắm. Nhanh nha cả nhà. Rồi chỗ em ơi. Rồi chỗ em ơi. Đẹp quá cả nhà. Kéo bên này chậm không ai. Quá đẹp. Trời ơi, nằm ngón nha cả nhà.
cây bay. Chúng ta ké dạng ăn ở cả nhà. Rồi, bỏ vô rộng. Quá đẻ. Rồi, tiếp tục xuống căn. Cái này chắc mình phải câu rùa bắt quái thôi nha cả nhà, tại vì nó lét quá, rùa bắt quái thì câu giật nó dễ ôm hơn. Để mình đặt máy bộ rùa bắt quái cho mình câu thử nha. Mình hết ra. Cái ăn phồn cả nhà, ăn xung quanh cục đó nó không ăn mà chờ nó nhát ăn bên hai cái nha. Chạy đâu quá đó cưng, quá đẹp đi bay đẹp quá cả nhà ơi. Nước giờ hơi chảy cho nên không cũng sao. Đây cưng nó nói sâu. Rồi tiếp tục đây thử cả nhà. Còn quắn quắn cho thêm chút răm nữa nha. Thêm chút răm với tôm vàng đây. Sáng nay mình mua 20 ke, câu hết 20 ke đây về. À mà chắc có thể là 1:30 mình về cả nhà. Về này nọ rồi mình còn chiều mình còn đi làm nữa nha. Nước giờ bắt đầu nó xuống rồi cả nhà, nước giờ xuống sơ sơ rồi, mong rằng còn cái đó nha. Cái ăn nhát lắm cả nhà. Cảo lên luôn. Trời ơi, quá đẹp cả nhà. Nhức nách. Tiếp tục vô đây em. Ồ, đâu quá. Chỗ này anh tranh thủ anh móc ra một bả xuống nè. Lỡ gặp lón rồi câu nó xuống cả nhà. Trong này mình cuộn lại nha. Mình nhớ tại mình làm cái dây đây nó hơi ngắn nè. Nhưng mà không sao, ngắn vậy ké nó dạng ai. Rồi. Cái nào dư thì mình ngắt bớt ra cả nhà. Rồi nó ăn ở ngoài không, nó không vô trong rồi dễ xảy lắm. Tiếp tục xuống cầm. Cái ăn nữa sao cả nhà. Nước vừa chảy vô cả nhà ơi. Chạy vô trong tấu của cá nó nhát đây hơn. Rồi nó hết ăn nữa thì mình đi ô khác. Trời, nhiều ô mà lai cứng. Cá ăn nha cả nhà, cá ăn nha. Cá ăn nổi ta. Xem nè, 5 ngón luôn, hơn 5 ngón luôn. Quá đẹp. Thì bà trầu hồi nãy nó chạy vô trụ xuống nó bứt rồi cả nhà. Bây giờ nó chạy ra lại nha, cũng hơn. Tranh thủ mình móc ra rồi mình bỏ rộng xuống sâu nha. Xuống.
mình giữ nhẹ lên nó ăn, là bắt đầu mình đưa nhẹ cần xuống sát đáy, bắt đầu là nó ăn, là mình giật tại cái xuồng nó lách quá, mình câu nổi không được, mình phải câu sát đáy ra. Ăn nha, cái ăn nha. Cao đây là khỏe rồi. Đẻ quá cả nhà ơi. Chuột vô lót cái gì năm ngón là câu sướng cả nha. Quá đẹp. Trời ơi cá mập rồi cả nha. Bụng này. Quá đẹp. Năm ngón nha. Đi ba. Xuống đây cưng. Rồi tiếp tục xuống cân. Mình mạnh lên mấy cân. Trời nước giờ chảy xanh quá cả nhà. Giờ nó ép cho trăm dữ quá. Nước đây đứng còn mới sướng nè. Nhưng chảy nó ăn mạnh đây cả nhà. Cá không ăn. Tiếp tục đi kiếm. Cá ăn nó cũng nhẹ. Lo này. Trời, cái sụn nó quay luôn rồi cả nhà. Quá đẹp. Quá đẹp nha cả nhà. Cái xuồng nó quay luôn mà. Rồi, vô đây con, tranh thủ anh câu tiếp. Tiếp tục vô đông nha cả nhà. Xuống cầm. Cái nhà ơi, cái anh nha. Đang ăn là hết ăn rồi ta. Mình coi lại ngồi hết. Chụp ăn cùng răm hết cả nhà. Ăn cùng răm hết rồi. Ăn cùng răm có nghĩa có cái ăn rồi. Móc nhịp à. Ồ, nó ăn hết mồi rồi cả nhà ơi. Ăn hết rồng luôn này. Ăn tua rồng hết này. Đó, mình quấn rồng à. Cái dấu cái ăn là vui à. Nhà xem này, cái nâu nó bơi đàn luôn nha. Cái nâu nhiều lắm. Bơi mình câu không quen, giờ câu nó không ăn. Chắc lẽ mình chuẩn bị về cả nhà, giờ nước xuống xanh rồi. Hiện tại bây giờ là 1 giờ, gần 1 giờ 20 rồi. Đây là cái cuối cùng.
Cái nó ăn mình cũng về nha cả nhà, tại chút nữa mình còn đi làm nữa, tranh thủ giờ. Cái nâu quá trời cả nhà. Câu nó không ăn nha. Thôi, giờ về cả nhà. Giờ mình về, giờ 1:20 rồi. Quần về nhà lấy hai kém cả nhà. Về nhà mình dọn sau nha. Giờ mình cũng đang nôn. Rồi quần đi ra thành quán ngày hôm nay nha cả nhà. 2 4 6 8 con. Cái hôm nay xài bự cả nhà. Đây. Nhà xem này. Hơn 5 món luôn nha. Rồi, quá đẹp. Cả nhà thương tài cho tôi xin một like được cái nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà.